bữa nay rang tép ăn nữa nè gia đình. Đó, ngon ha, tép rang tỏi ớt canxi không à nghe. Bên đây chiên cá nè, cá mình mua về đó bằng sạch sẽ xong ướp ha. À, nước mắm muối tiêu đường ấy à, nước mắm muối tiêu bột ngọt ướp xong cho vô ngăn mát tủ lạnh để chừng nào muốn ăn thì chiên ăn đó. Chiên cá đừng có chở hoài, nó vàng một mặt rồi mình chở nha, nó vàng một mặt rồi mình chở đây đó, nó phồng con cá lên đít gần quá, nó phồng con cá lên rất là ngon nha. Chứ mình mà chiên mà mình chở tới chở lui là nó nát, mà nó không có ngon con cá nữa nha gia đình. Đó, mình chiên, mình để mình chiên nó vàng một bên á, rồi xong rồi mình mới chở qua thì con cá lúc nào nó cũng giòn, nó phồng cái da lên là gia đình thấy không. Nếu mà em không nói á, nếu mà em mà không quay cá thì gia đình tưởng đâu nó là con khô đúng không. Đó, mình chiên vậy đi nha. Mà muốn cho chiên mà cá nó thơm á, này là gừng nè, củ gừng nè, chút mình dầu sôi mình cho vô nè. Đó, cái này là cá nha, chứ không phải là khô nha. Cái này cá lóc nè, nha, muối nè, mần xong cái nước mắm rồi muối tiêu rượu mai với lộ ha, để cho nó thơm ăn cá chút xíu vô, rồi bột ngọt tiêu ha, chứ mình không cho tiêu mình cho ớt, cái đó tùy. Rồi xong cho vô ngăn mát tủ lạnh để dành chiên ăn. Chiên thì mình phải cho nó vàng một mặt xong mình mới chở nha, thì con cá mình nó mới ngon. Đó, mình chiên hàng cái chở như mấy ba bên nhà bán nè ha, chiên đồ ngon lắm luôn. Không phải là cái chở chiên bánh xèo, là mình chiên bánh xèo không, mình chiên cá được nha, xào rau được nha, đừng có kho thôi, kho có chất mặn thì mình chiên bánh xèo nó bị dính. Còn mình cứ việc như vậy nè, làm xong rồi nguội mình đem mình rửa xong rồi là mình treo lên để đó, mai mốt mình chiên. Mình càng chiên cá là nó hút dầu cho mấy mốt chiên bánh xèo nó đã luôn thiệt á. Nhà gia đình thấy không? Đó, nhà nó chóc lóc nè. Thấy không? Rồi này hồi nó chiên đậu hũ chiên giòn cho con gái Út nó ăn. Rồi canh bí. Rồi về nè. Đó, bữa cơm đạm bạc ha. Đó, anh chị em muốn mua chảo thì mua nha. Chảo như máy bay là xài là nhất nhĩ luôn á, chiên đồ là nhất nhĩ, đừng có kho thôi nha. Giống như giờ nè, mình rang tép nè, con cái chảo nè, rang tép xong múc ra cái nồi đất ha. Tép rang không cần hâm tép lui, cái tép rang này nè, ngày xưa đó người ta rang, ta ăn cái tuần lễ luôn á, không có hâm. Tại tép rang mình đã rang khô rồi, chứ để gì là ăn thôi. Ông chồng cũng nói như nè, hồi xưa đi bộ đội đó, là bà má đó, má chồng á, má ông xã đó, rang cái này nè, cho vô cái lon sữa ngày xưa, lon Lego đó, là hai lon một tháng là má chồng đem lên một lần để cho ông ăn cơm đó, là đi bộ đội đó. Có đâu có cần hâm đâu, mình rang nó đã khô rồi ha. Rang khô rồi. Rồi anh chị em nào muốn mua chảo thì mua ha. Rồi anh chị em nào muốn mua trà thuốc nam giảm cân an toàn cho sức khỏe thì alo ăn cho nha. Mấy bữa giờ đau cổ họng quá. Trà giảm máu mỡ nè. Chị đau nhức khớp nè, viêm gan B nè, gút là hay tài tình luôn. Đau nhất là hay tài tình luôn ha. Nga uống Nga giảm hai mấy cân. Số điện thoại của Nga nè, 0938882440, 0938882440. Rồi làm phải vui vẻ nha, hồi cho gia đình mình ăn mới ngon nè. Nè, gia đình thấy không, cái chảo nè, chiên đã không, giống như là mua lửa luôn á. Đó, cái này là xào rau đồ cũng ngon lắm gia đình, nó bắt lửa xào rất là ngon nha. Đó chưa, gia đình thấy không, mà nó giòn cá nè. Đó, muốn mua thì mua, rồi làm phải vui vẻ ha, đợi con nghe chơi ha. Tên 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 tên, bữa nay đau họng quá nên hả đờn không có nghe, không có thanh, không đã cho định ha.